Hoa Lóc xin kính chào cô chú anh chị và chào mừng cô chú anh chị đã đến với kênh của Thanh Kiên Hoa Lóc. Thưa cô chú anh chị, thì ngày hôm nay Thanh Kiên tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị mình sẽ một đoạn đường ngắn tới hai cô chú anh chị. Thì Thanh Kiên bắt đầu từ đầu đường DH410 thưa cô chú anh chị. Thanh Kiên chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem hết đoạn đường của DH410 luôn hai cô chú anh chị qua tới cầu Bình Mỹ. Thì đường DH410 này là thuộc ở Diệp Vĩnh Tân hai cô chú anh chị. Thì Thanh Kiên chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem rồi thử đoạn đường này có gì mới lạ không hai cô chú anh chị. Thì hồi cách đây mấy năm Thanh Kiên cũng đã từng đi trên đường này thường xuyên, rồi giờ lâu lắm rồi Thiên mới đi lại. Thì Thanh Kiên ghi hình lại và chia sẻ lại cho cô chú anh chị và các bạn mình xem coi có gì mới lạ hơn không nha. Thì xin mời cô bác và các bạn theo dõi video đi của Thanh Kiên đi đến hết đoạn đường để cách 410 nha. Trên đoạn đường DH410 này cô chú anh chị thì không có xa, tầm khoảng 5-7 cây số thôi. Anh Kiên chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem hết luôn. Thì anh Kiên đi bằng xe tải cô chú anh chị. Anh Kiên để điện thoại trước đầu xe tải hơi bị giật và rung lắc, thì mong cô chú anh chị và các bạn cũng hết sức thông cảm cho Thanh Kiên. Yêu thương Thanh Kiên và các bạn cũng như video clip của Thanh Kiên làm ra để có thể và các bạn. Thì Thanh Kiên cũng chia sẻ tuyến đường và những gì mới lạ trên con đường Thanh Kiên đi qua. Thanh Kiên đều ghi hình lại chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem. Thì ở đây là một cái ngã ba cô chú anh chị, ở bên tay phải thì mình về phường Tăng Hiệp hai cô chú anh chị, còn bên tay trái thì mình về cầu Bình Mỹ. Thanh Kiên ngã tay trái đi về cầu Bình Mỹ hai cô chú anh chị. Thì ở trên đây có mới lạ hơn chút xíu là đường DH410 này mở rộng đường hai cô chú anh chị. Thanh Kiên cũng rất mong quý cô chú anh chị và các bạn yêu thương Thanh Kiên nhắn cho Thanh Kiên xin một lượt đăng ký cũng như là dòng cảm nhận hợp lý để tìm hiểu Thanh Kiên thêm về tình yêu thương của cô chú anh chị và Thanh Kiên cũng như là quý cô chú anh chị và các bạn yêu thương. Thì đường DH410 này ở cô chú anh chị đi thì là không có đường thẳng thì cô chú anh ở đây. Thì mình đi từ từ thôi và mình quan sát cao độ lên ha. Thì do cái đường DH410 này cô chú anh chị nó không được đẹp, nó đắt giá nhiều quá nên đi thì nó hơi tung lắc hơi nhiều, thì cũng mong cô chú anh chị và các bạn hãy chút thông cảm cho Thanh Kiên. Thank you.
thì hiện tại Thanh Kiên cũng đi được hơn nửa đường rồi đó cô chú anh chị, thì đường đi vẫn thông thoáng, không có điều gì trở ngại. Thì hai bên khúc này cô chú anh chị còn là cây cao su thì nhiều, nhưng mà đi thì vẫn thoáng mát. Thì trước mặt của Thanh Kiên đó cô chú anh chị cũng đã đến địa bàn của Bình Mỹ của thuộc ở phường Hội Nghĩa mình hai cô chú anh chị. Thì Thanh Kiên chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem qua tới cầu Bình Cơn, Thanh Kiên kết thúc video clip của Thanh Kiên ngày hôm nay. Thì Thanh Kiên rất mong cô chú anh chị và các bạn yêu thương em cũng như yêu thương những anh YouTuber đi trước. Thanh Kiên mới làm YouTube với cô chú anh chị, Thanh Kiên không có gặp gì YouTube mấy, thì cũng mong cô chú anh chị và các bạn yêu thương Thanh Kiên cũng để lại cho Thanh Kiên xin một dòng comment góp ý và cũng như là chỉ biểu cho Thanh Kiên làm như thế nào. Thanh Kiên rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn những anh em phía trước. Thì nếu như đường DH410 này á cô chú anh chị, mình đi ngược lại là mình qua VC2 mở rộng hai cô chú anh chị. Thì ở đây có hai hướng đi, tay trái thì mình về Cẩm Xanh, tay phải thì mình về Hội Nghĩa hai cô chú anh chị. Thì Thanh Kiên rẽ tay phải về Hội Nghĩa, là đường này từ đường DT 747 hay cô chú anh chị. Thì ra đường DT747 này có một đoạn rất là nguy hiểm hả cô chú anh chị, cái thằng đổ ngã ba đổ xuống dốc cầu Bình Cơn, thì ngay cái đầu dốc xe cổ thì quanh đầu rất là nhiều xe lớn lên xe nhỏ ha. Đây trước mặt của Thanh Kiên cô chú anh chị xuống lên cái dốc này bắt đầu xuống dốc thì xe cổ quanh đầu rất là nhiều. Đó, cô chú anh chị thấy chiếc xe nó quanh đầu ở trước mặt mình. Đây ngã ba này đó cô chú anh chị. Đây ngã ba này là quanh đầu xe cộ quanh đầu rất là nhiều ở cô chú anh chị. Nguy hiểm. Thì ngày hôm nay Thanh Kiên cũng làm một đoạn video clip ngắn thôi. Đến đây là trước mặt của Thanh Kiên tại cầu Bình Mỹ hai cô chú anh chị thuộc địa phận của phường Hội Nghĩa mình. Thì Thanh Kiên cũng xin tạm dừng video clip của Thanh Kiên ngày hôm nay. Thanh Kiên xin chào tạm biệt cô chú và các bạn. Hẹn cô chú và các bạn mình gặp lại Thanh Kiên những video clip sau. Thank you.